nhẹ nhàng lướt rồi. Chào anh em Exeter 135 nha, review cho anh em tham khảo mình làm full máy zin nha. Con này thì cái máy đổ bị tình trạng là máy kêu, em làm lại là trở về với máy zin nha, máy zin thái gì xe em mạnh đâu bền ha, đó máy em đâu luôn. Em làm là bao cho anh em là chống giọng nồi luôn nha. Đó, từ Exeter 135 năm số rất giọng nồi. Em làm lại full máy luôn, thay full nguồn bộ nội thái. Em ru ha, chống giọng nha. Em liệt cái đồ để cho anh em tham khảo luôn. Em chẻ máy nè, thay tay gen và đạn Nhật nha. Thì cái dàn nồi của nồi thái thay full là nguyên bộ chuồng heo nồi nè, cặp nhôm nồi, 5 bố, 4 sắt và 4 lò xo nồi đi full thái nha. À, lòng 135 zin thái vô xe, thay full lòng tổng bạc thái luôn. Cái lòng cũ là đi lòng đóng, em thay lại lòng full lòng zin thái nha. Cái đầu là chủ xe combo full là 4 cái sắp mới nè, xin cam dùng xin cam đây ha. Đó, đi lại cam còi trên tiêu chủ xe luôn. Đó, xét lại bằng xăng lửa ngọt ngào cho anh em. Bây giờ máy nổ em ru qua. Đó, thì tầm mùa xuân nha anh em. Em sẽ nhích nhẹ với ga để cho anh em nghe tiếng máy. Máy làm là bao lực, nhích lên là có liền nha, không chờ đợi ha. Đó, quá sướng cho anh em luôn. Đó. Em mạnh bền nha. Đó. Có hình đúng chất zin của thằng Exeter 135 năm số nha. Đó, quá đã ha. Combo có hình máy zin thái. Em làm xong là sẽ bao cho anh em chạy nha. Đó, xe anh em mà muốn đi tour đi phượt đường dài vẫn được hết nha. Em làm là bao cho anh em luôn. Đó, bao hành lâu dài để cho anh em chạy. Chút nữa sẽ dạo vòng để cho anh em tham khảo qua là làm một máy zin thái và Exeter 135 chạy bốc nhẹ xe bờ. Con này là 135 năm số xuống áo ạch nhỏ nha, chứ không phải là ạch nhỏ nha ha. Rồi, em chào anh em. Rồi, test nhẹ Exeter 135. Nhẹ nhàng lướt gió cho anh em luôn. Đó, anh em mà muốn làm máy ạch em mạnh bền thì ghé bên độ xem nha. Bên em là chuyên làm máy Exeter, bóc nhẹ xe bên ha. Test nhẹ vài dòng để cho anh em cảm nhận con máy này. Nhẹ nhàng lướt gió nha, đó, không chờ đợi ha. Đó, quá đã luôn. Full máy Exeter 135. Đó. Con này là máy độ, em xuống lại máy zin nha. Máy zin em mạnh bền ha, nhẹ nhàng lướt gió nha. Đó. Quá sướng ha. Full máy Exeter 135, em mạnh bền, nhẹ nhàng. Đó. Em làm là bao cho anh em là chạy bốc nhẹ xe bền nha. Đó, không chờ đợi ha, nhích lên thôi. Combo nha. Đó, quá đẹp. Anh em ẹt nhỏ mà muốn làm máy thì cứ ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên máy ẹt nhỏ tới ẹt lớn nha, từ ẹt 135 4 số tới ẹt 155 5 số. Đó, từ 150 155. Rồi, làm xong em test thử và sẽ viết hóa đơn đầy đủ cho anh em nha. Rồi, cảm ơn anh trai Exeter rất nhiều.